Dạ rồi, với những tiết mục sôi động vừa rồi cũng đã bắt đầu cho đến tiệc tất niên của chúng ta trong ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì cũng xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Thành Luận xin thay mặt cho ban lãnh đạo công ty gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng đến với tất cả những thành viên của đại gia đình Vinfast Logistics Việt Nam. Xin chúc chúng ta sẽ có một buổi tối thật vui trong đêm gala tất niên ngày hôm nay ạ. Không có cần gì mình khó khăn hết, chúng ta chỉ cần làm theo cái lời bài hát là được thôi ạ. Cầm tay nhau đi, xem ai có giận hơn gì. Cầm tay nhau đi, xem ai có giận hơn chi. Dạ, mình cầm tay người kế bên chứ mình đừng có cầm cái tay của mình, không có vui gì cả. Một gia đình, một tập thể chúng ta cứ mạnh dạn với nhau, không có gì ngại ngần hết. Xin mời ạ. Cầm tay nhau đi, xem ai có giận hơn gì. Cầm tay nhau đi, xem ai có giận hơn chi. Mình là anh em, có chi đâu mà giận hơn. Cầm tay nhau đi, hãy cầm tay nhau đi. Hình như là còn ngại đúng không ạ? Rồi, tròn quá eo nhau đi, xem ai có giận hơn gì. Tròn quá eo nhau đi, xem ai có giận hơn chi. Mình là anh em, tròn quá yêu nhau đi, hãy tròn quá yêu nhau đi. Nóng hơn rồi đúng không ạ? Xin cảm ơn nhà mình rất là nhiều. Và bây giờ thì lần thứ hai
À, dạ rồi, xin cảm ơn anh. À, tiếp theo vừa rồi là chúng ta có ba đến đó không là của Liên Phó rồi, lần này thì Mặt Trời Vàng có đang nói đâu ạ? Nói không này, một thành viên của Mặt Trời Vàng xin mời nhân viên có mã số là Y5319. Dạ, anh Trần Thanh Duy ạ. Lát xong tiếp theo Trần Thanh Duy có ở khu vực này không ạ? Dạ rồi, xin cảm ơn anh. Dạ, con đưa cái chén này cho. Có ạ. À, Trần Thanh Duy lần thứ hai. Trần Thanh Duy lần thứ ba. Xác nhận nhiều em là có không là chúng ta sẽ hủy lớp không và chúng ta sẽ đem cái cơ hội may mắn tới cho những thanh niên còn lại ạ. Vậy là hủy nha. Dạ rồi, ok, lớp không là coi như chúng ta hủy. Mời anh bóc thêm một cái lớp không khác ạ. Và lần này thì của công ty Sóng Ngầm xin mời Nguyễn Hổ Lâm ạ. Mã số N5145. Dạ, xin chúc mừng anh. Thành viên cuối cùng trong chấm lượng 5 lá thăm do trai chúng ta chọn ra, xin mời anh Lê Đức Toàn của Sông Hà. Anh Lê Đức Toàn ạ. Lê Đức Toàn có không anh ơi? Lê Đức Toàn lần thứ hai. Lê Đức Toàn lần thứ ba. Có ạ. Nếu không có xin phép là sẽ hủy cái lá thăm này và chọn thêm một lá thăm khác ạ. Chúng tôi sẽ hủy lá thăm ạ. Nguyễn Thị Cẩm Dương của Mặt Trời Vàng ạ. Dạ, xin mời chị ạ. Xin cảm ơn anh trai với 5 lá thăm vừa rồi. Và xin mời một thành viên ấy, một thành viên ấy, chúng ta sẽ chọn cho em 5 lá thăm tiếp theo nữa cho giải khuyến khích 3 trong ngày hôm nay. Có anh chị mà chúng ta muốn đem cái sự may mắn tới cho những thành viên còn lại mà. Xin mời chúng ta sẽ dạ, anh xin mời anh ạ. Chúng ta chọn cho em tiếp 5 lá thăm nữa. Ở giải khuyến khích 3 thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 giải ạ. Với cái máy sinh tố PK2206 của Sư Mộ Hôn. Và cũng xin mời anh là chúng ta sẽ cùng đảo đều cái thùng phiếu giúp em và chọn ra 5 lá thăm may mắn ạ. Dạ rồi, ở lượt thứ hai, lá thăm đầu tiên anh Nguyễn Tuấn Cường 3315 của Liên Phó ạ. Xin mời anh Nguyễn Tuấn Cường. Để khỏi Liên Phó đâu rồi, tao đọc lên Liên Phó vậy. Dạ rồi, xin cảm ơn anh. Tiếp theo anh Phạm, xin mời Phạm Võ Như Huỳnh của Liên Phó ạ. Như Huỳnh đây, mình có đây không ạ? Phạm Võ Như Huỳnh lần thứ hai ạ. Rồi, ok, có rồi, chúng tôi đã thấy sự xuất hiện của chị. Dạ, theo phần tiếp theo. Đỗ Thị Cẩm Tuyết của Mặt Trời Vàng ạ. Dạ, Cẩm Tuyết có không ạ? Thành viên thành viên này rất là được sự hâm mộ của mọi người. Dạ, xin mời lên sân khấu. Và Lê Đức Tung của Sống Ngầm ạ. Tung á. Tung của bà Cúc á. Lê Đức Tung của Sống Ngầm. Xin mời bà Cúc à. Giữa bà Cúc đứng mã tên Lê không ạ? Có Lê không ạ? Ta có mã số là L5305. Dạ, Lê Đức Tung lần thứ hai. Rồi, xin cảm ơn ạ. Và thành viên cuối cùng của giải khuyến khích 3 Trần Thị Ni của Sống Ngầm. Dạ, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và xin kính mời anh Lê Thanh Tú, quản lý sàn 2 sẽ đại diện cho ban tổ chức lên để trao những phần quà khuyến khích 3 dành cho 10 thành viên may mắn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin chúc mừng cho những thành viên còn lại bên dưới. Các anh chị mình là những thành viên có cơ hội may mắn để nhận những phần thưởng giá trị cao hơn ạ.
tôi xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho những nhân viên xuất sắc trong năm 2019 của đơn vị công ty Sống Nhau. Và xin kính mời anh Nguyễn Phú Hội sẽ trao những phần quà dành cho những nhân viên này. Xin kính mời những thành viên vừa có tên chúng ta sẽ cùng lên của sân khấu ạ. Do là cái thời lượng của chương trình cũng có hạn nên là chúng tôi chỉ xin phép là trao giải cho những nhân viên xuất sắc trong năm thôi, còn những anh chị nhân viên tiêu biểu chúng ta sẽ liên hệ với lại công ty để chúng ta nhận giải sau nhé. Và bây giờ thì xin kính mời cho chú trong tiết mục tiếp theo. Và bây giờ mọi người ơi, và bây giờ hai bạn bây giờ hai bạn sẽ hỗ trợ giúp giùm chú, cho chú hỏi đây là cái gì? Tờ giấy. Giấy. Cái này là gì con? Tờ giấy. Rồi, tờ giấy. Bây giờ chú sẽ phát cho con một tờ. Con một tờ. Con một tờ. Con lấy nhiều nhiều luôn đi. Trời ơi, cho nó lẹ. Đó, rồi, hồi phát, từ từ. Tờ giấy này là của chú. Đó, bây giờ chú sẽ hướng dẫn cho hai bạn cách làm ảo thuật biến những tờ giấy này thành tiền. Chịu không? Trời ơi, chịu, suy nghĩ lâu dữ vậy luôn á hả? Chịu không con? Dạ chịu. Đó, thấy không? Giống như em mình thấy không? Khỏi cần suy nghĩ, chịu liền. Giấy biến thành tiền mà. Rồi, bây giờ đây, ở đây chú có một cái túi như thế này. Cái túi này nó rất là đặc biệt, đó là một cái túi hết sức là kỳ cục. Đó, bây giờ chú sẽ bỏ tờ giấy này vào trong đây nha. Đó, thấy không? Khi mình bỏ tờ giấy vào trong đây rồi thì nó tờ giấy của ai đó kìa? Của ai? Ủa, của chú hả? Trời ơi, hồi nãy không có chịu kéo xịt ba tia vô giùm tôi gì hết à, là cái gì kỳ cục quá trời ơi. Rồi đó, thấy không, sau khi kéo xịt ba tia vô xong thì cái túi nó hết lũng rồi. Bây giờ sẽ bỏ tờ giấy này từ từ vào bên trong đó. Con đã thấy rõ chưa? Rồi bây giờ các bạn hãy bỏ từng tờ giấy vào trong đây để cho mọi người theo dõi thật kỹ nha. Bỏ từng tờ với con. Đó, bỏ một tờ vô. Rồi thấy con. Đó, thấy con. Nhanh lên con, bỏ nhanh lên. Nhanh lên. Bỏ nhanh lên con. Trời ơi, bỏ nhanh lên. Bỏ nhanh lên con. Trời ơi, bỏ nhanh lên, bỏ hết luôn, bỏ hết luôn. Bỏ hết luôn. Đó. Bỏ từ từ thôi. Cái gì mà nhanh quá vậy? Rồi, đó. Bây giờ con nhìn kỹ vào trong đây coi, nó là giấy hay là tiền? Giấy. Nó là giấy hay là tiền con? Giấy. Rồi, bây giờ hai bạn nhỏ hãy đứng xích vào trong đây
đưa hai tay của mình lên và ống bà la cà na xuống mũi, thì những tờ giấy này sẽ biến thành tiền. Đó, ghê không, ghê không? Ghê. Ừ, rồi ghê không? Rồi, bây giờ hai bạn đưa hai tay lên. Đưa hai tay lên và chuẩn bị ống bà la cà na xuống mũi. Đó. Sau khi hai bạn trọ đã cúng ba la xong rồi, bây giờ để cho chú sẽ kiểm tra xem coi nó đã biến thành tiền chưa nha. Đó, bây giờ thôi, thôi, nó đã biến thành tiền rồi. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai bạn nhỏ. Rồi thôi. Ủa sao không ai vỗ tay hết vậy ta? À, chắc là mọi người chưa có tin. Thôi bây giờ nha, sẽ để cho hai bạn nhỏ sẽ từng bạn sẽ lấy lên những tờ tiền để cho quý vị ở phía dưới coi và vỗ tay cho hai bạn nhỏ nha. Rồi, con gái ơi, con hãy đưa tay của mình lên vào trong đây và bốc lên một tờ xem nào. Một, wow, đó là tiền hay là giấy vậy con? Trời ơi, thấy chưa, đã biết thành tiền rồi mà không ai vỗ tay hết vậy. Wow, đó. Trời ơi, con thấy biết thành tiền dễ không? Thiệt hả? Rồi, rồi, bây giờ tới lượt con hãy lấy một tờ giấy lên và đưa lên cho mọi người xem. Đó, đó. Trời ơi, tôi nói lấy một tờ thôi, lấy chi một sắp cho nó biến thành giấy hết vậy. Nè, coi em của mình lấy lên một tờ nè. Đó, bây giờ con thọc tay vào bên trong và con lấy lên một tờ khác, hiểu không? Rồi, ok. Lấy một tờ lên thôi. Một, hai, ba, lấy lên liền. Wow, lại một tờ tiền nữa. Trời ơi, thấy bạn nhỏ dễ thương chưa? Thấy bạn nhỏ hay chưa? Thấy không, con phải lấy từng tờ lên. Con lấy nhiều quá, nó sợ, nó biến thành giấy, hiểu không? Đó, bây giờ con thọc tay vào trong, lấy một tờ lên nào. Một, hai, chưa đếm đến ba luôn đó. Trời ơi, để nó đếm đến ba đi rồi lấy. Mới có hai à, nó chưa có hiểu kịp. Để chén rồi. Nè, coi em của mình nè. Đó. Rồi, bỏ tờ tiền này qua tay bên đây. Và tay bên đây tiếp tục lấy một tờ khác cho chú vậy. Nhớ nha, chú để tính ba là lấy lên liền nha. Bỏ tay vô, và lấy lên. Bỏ tay vô, lấy một tờ khác lên con. Trời ơi, cái này con giữ đi. Đó, con biết thành tiền rồi. Đó, bây giờ 1, 2, 3, lấy lên. Đó, thấy chưa. Để tính ba một cái là lấy lên liền. Hiểu không? Đó, rồi, bỏ tờ giấy nó qua một bên đi. Bỏ qua đây. Rồi, tay này, học tay vô, lấy một tờ khác. Nghe chữ ba một cái là lấy lên liền, nghe không? Một, hai, ba. Một số kỳ vậy đây. Rồi thôi, nè con cầm luôn đi. À, đúng rồi, hình như là hồi nãy bạn nhỏ này lấy trước nên bạn nhỏ này lấy ra toàn là tiền không, còn bạn nhỏ bên đây lấy sau nên chỉ còn là giấy. Thôi bây giờ chú cho con lấy trước luôn, chịu không? Dạ chịu. Rồi bây giờ con thọc tay vô lấy hai tờ lên luôn nè. À, đó, một, hai, ba, vỗ tay cho bạn nhỏ nào. Tờ giấy đã biến thành tờ giấy luôn rồi. Trời ơi, có sao kỳ vậy ta? Đâu, thôi bây giờ chắc toàn là giấy không à. Bây giờ con gái ơi, con thọc tay vô lấy một tờ khác lên coi. Ừ, bây giờ chắc toàn là giấy không à. Đúng không? Hồi nãy bạn này đã lấy hai lần rồi thì toàn là giấy không? Đâu có lý nào nó là hả? Tiền nữa hả? Ủa sao kỳ vậy ta? À thôi bây giờ, con đứng bên đây là con lấy ra tiền. Còn bạn nhỏ đứng bên đây là bạn lấy ra giấy. Thôi bây giờ đổi chỗ. Đó, đổi chỗ qua đi con. Rồi, đổi chỗ rồi chắc chắn là con sẽ lấy ra tiền. Con hiểu không? Đó, bây giờ con sẽ lấy 3 tờ ra luôn nha. Rồi, ok. Đó, lấy 3 tờ ra luôn thì chắc chắn là tiền rồi. Không lý nào là giấy cả. 1, 2, 3, lấy lên. Thấy chưa quý vị? Một tràng pháo tay thật lớn thế nào. Đó, những tờ giấy chắc tinh. Thôi thôi, đâu bây giờ con lấy thử coi. Không lý nào, kỳ vậy ta. Hả nữa hả? À thôi bây giờ nè, bạn này mới lấy tiền xong thì chắc chắn là giấy rồi. Thôi bây giờ chú sẽ mời một vị khán giả ở phía dưới lấy đại lên một tờ nào đó, hiểu không? Cho ở dưới người ta lấy hết giấy đi, mình lấy tiền đó. Bây giờ hai con đợi chú ở đây nha. Chú sẽ xuống dưới mời một vị khách
nào đó. À, bé nhỏ ở đây đi. Đó, con gái ơi, con hãy thọc tay vào trong đây, lấy lên một tờ bất kỳ nào, xem coi nó là giấy hay là tiền. Đó, nhanh lên con, đưa tay vào, không có nhìn vào con, nhìn vào là nó biến thành giấy hết đó. Lấy một tờ bất kỳ nữa nào. Giấy hay tiền con? Tiền thiệt hay tiền giả? Trời ơi, tờ tiền nó có số series luôn mà kêu là giả. Rồi, tặng cho con về nhà mua kẹo ăn chơi. Đó, thôi bây giờ mời một vị khán giả ở phía dưới này đi. À, mời bạn đi. Đó, bây giờ bạn nữ này nè, sẽ đưa tay vào trong đây lấy bất kỳ một tờ da. Đó, nếu là tiền thì mọi người sẽ cho bạn một tràng pháo tay thật lớn. 1, 2, 3, lấy lên. Wow, cũng là tiền. Thôi để mời bên đây đi cho nó công bằng. Cái nãy giờ ở bên kia hoài bên đây. Rồi, mời anh đi. Anh sẽ thọc tay vào trong đây, lấy lên nha. 1, 2, 3. Một tờ thôi anh. Rồi thôi. Wow, cũng là tiền. Trời ơi, nói tới một tờ thôi mà lấy 2, 3 tờ vậy. Rồi, trả lại tờ tiền này cho bạn nhỏ ở phía trên, nghe không? Rồi, con ơi, lên sân khấu đi con ơi. Bây giờ là tiền, bây giờ là tiền hết rồi. Đó. Rồi con ơi, ở dưới đấy toàn là tiền không. Bây giờ thì chắc chắn là tiền không. Có bao nhiêu con lấy hết lên cho mọi người xem luôn nha. Đó, bây giờ là chắc chắn là tiền rồi. 1, 2, 3. Đó, thấy chưa? Một càng ở đây thật lớn. Khi nguyên một sắp giấy còn nguyên luôn. Chú đổ mồ hôi hồn với con rồi. Đâu, bây giờ con có bao nhiêu con lấy hết lên luôn đi. À, rồi lấy hết lên luôn đi. Thôi thôi. Wow, nữa hả? Trời ơi. Rồi, hết trơn rồi. Thôi, bây giờ con xếp gọn lại con. Xếp gọn lại, bỏ vô túi. Con xếp gọn lại, bỏ vô túi đi. À, có túi nè con, cái túi này nè con. Ờ, cái túi này nè. Ờ, con bỏ vô túi này nè. Đó, chứ không phải cái túi của con. Con ơi, quay lên sân khấu con đi đâu rồi? Trời ơi, bỏ vô luôn đi con. Trời ơi, còn đếm nữa, nãy giờ được mấy chục triệu rồi. Rồi, con, cầm giấy, xếp gọn gọn lại, bỏ vô trong túi. Rồi, đó, rất là đẹp luôn, rất là gọn luôn. Rồi, bây giờ cho chú hỏi, con mới bỏ vô túi là cái gì? Giấy. Giấy, con mới bỏ vô túi là cái gì? Tiền. Rồi, bây giờ để cho công bằng giữa hai bạn nhỏ. Ở trong túi vừa có tiền vừa có giấy. Bây giờ hai bạn nhỏ hãy đứng xích vào trong đây. Sau khi chú đếm đến ba, hai bạn hãy nhanh tay thọc vào trong túi, lấy được cái gì đem cái đó về. Chịu không? Chịu không? Trời ơi, chịu liền à. Rồi, hai bạn đã sẵn sàng chưa? Trời ơi, chú biết là con đã sẵn sàng rồi, nhưng con hãy nhẹ nhàng một chút xíu. Tấm thân chú mong manh dễ vỡ lắm con. Rồi, con hãy nhìn kỹ xem trong đây là tiền hay là giấy. Tiền. Trong đây là tiền hay là giấy. Tiền. Rồi, hai bạn đưa tay lên. 3, 1, 2, 3. Lấy lên nào. Trời, lấy nhanh lên. Trời ơi. Nè, còn tờ nữa là con. Trời ơi, kêu lấy nhanh lên rồi cháu lừa cái thằng giấy hết hả? Rồi, thôi, bây giờ như chú đã hứa là hai bạn bốc được cái gì, mang cái đó về. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Ý mà khoan, con, chú nói nghe nè. Tối về, con nằm ngủ, con để những tờ giấy này lên trên đầu nằm. Ngày mai, nó sẽ biến thành tiền. Nhớ nghe không? Đừng có nói ai nghe không? Rồi, ok. Ê, khoan. Ngày mai nó mà không biến thành tiền thì ngày mốt con vẫn để lại cho cũ. Ngày mốt lấy ra thì chắc chắn rằng nó sẽ biến thành tiền. Hiểu không? Đó, rồi, ok. Đó. Ê, khoan. Nó nghe nè. Ngày mốt mà nó không biến thành tiền thì con cầm những tờ giấy này nè, dùng thùng rác cho chú nha. Rồi, cảm ơn con rất nhiều. Một chào ở đây thật lớn dành cho hai bạn nhỏ đã hỗ trợ trong
Tiếp theo một nhân viên của Linh Phúc, xin mời Huỳnh Hữu Thịnh. Mã số 002160 ạ, xin chúc mừng anh. Dạ, lá thăm biết. Một nhân viên tiếp theo nữa của Linford, và xin mời bộ phận Security Officer đang ngồi đâu ạ? Nguyễn Thanh Niêm, mã số 002233. Xin mời anh Niêm ạ, mình có đây không ạ? Dạ rồi, xin mời sẽ lên sân khấu đây. Dạ, chúng ta đã được 4 nhân viên may mắn rồi. Nhân viên tiếp theo, lá thăm tiếp theo chúng ta xin kính mời Trần Thị Ngọc Hiếu của công ty Sóng Ngầm, mã số N5178 ạ. Hiếu đâu? Và thành viên thứ 6 Nguyễn Thị Kim Anh của Liên Phong, mã số 000350 ạ. Xin kính mời Nguyễn Thị Kim Anh. Dạ, Nguyễn Thị Kim Anh có không ạ? Lần thứ nhất. Nguyễn Thị Kim Anh lần thứ hai. Và Nguyễn Thị Kim Anh lần thứ ba. Chúng tôi xin phép hủy lắm không ạ? Được không ạ? Xin mời anh chọn em lắm không ạ? Một thành viên của Sông Hà, xin mời Nguyễn Văn Phong. Dạ, Nguyễn Văn Phong ạ. Nguyễn Văn Phong lần thứ nhất. Nguyễn Văn Phong lần thứ hai. Và Nguyễn Văn Phong lần thứ ba. Và xin chúc mừng những thành viên còn lại đây, chúng ta lại được thêm một lá thăm nữa. Nguyễn Kim Tuyến của Liên Phốt, mã số 002930 ạ. Nguyễn Kim Tuyến có đây không ạ? Nguyễn Kim Tuyến lần thứ nhất ạ. Dạ, rồi, chúng tôi đã thấy. Lá thăm tiếp theo, Nguyễn Công Thành Lộc của Liên Phốt luôn. Và xin mời bộ phận Security Officer Nguyễn Công Thành Lộc ạ, mã số 002976 ạ. Chúng tôi đã xác nhận là đã có mặt ở đây. Lương Văn Quý 003311 ạ. Mà chúng ta còn hai thành viên nữa các anh chị nha. Đến với là giải chính thức hai này. Thành viên tiếp theo Đỗ Thị Minh Huệ, lại là của Security Officer. Hôm nay như bộ phận này rất là may mắn đúng không ạ? Và thành viên cuối cùng của giải khuyến khích 2, Võ Minh Cường 002784 ạ. Võ Minh Cường có đây không ạ? Chúng tôi xin kính mời anh Võ Minh Cường lần thứ nhất ạ. Rồi, chúng tôi đã nghe bên dưới là có rồi. Và xin chúc mừng cho 10 thành viên rất là may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đã đến với lại giải chính thức 2, đó là một cái nồi lẩu điện của Sơn Hào. Tối tại 1A. Xin mời anh Phạm Văn Vĩ nha, mã nhân viên là 2350 ạ. Anh Phạm Văn Vĩ, forklift driver ạ. Em mời anh Phạm Văn Vĩ lần thứ hai ạ. Lần thứ ba là ở không ạ. Ok luôn, anh sẽ đẩy qua trở về luôn. Bài Mỹ tập quán. Người lá thăm thứ ba có tên anh Võ Minh Nhật ạ. Thấy nó cũng đâu bự đâu.
chung với em á, xin việc chung với em á, đó vô chung. Đang làm cái này bắt đầu. Đây bạn tiếp theo là một warehouse checker. Xin mời bạn Phạm Minh Cảnh ạ. Phạm Minh Cảnh lần thứ nhất ạ. Mời bạn Phạm Minh Cảnh lần thứ hai ạ. Rồi có rồi ạ. Không để sao cuối á. Rồi bạn thứ năm, có mã số nhân viên là 0758 ạ. À. Nguyễn Thanh Thuận, invoicing ạ. À, dạ rồi, xin cảm ơn anh Nguyễn Trung Dũng, trưởng phòng an toàn rất là nhiều, và cũng xin mời anh Đáng lại khu vực sân khấu đại diện cho ban tổ chức sẽ trao phần thưởng với chúng ta làm biết hiện tình những con dành cho các thành viên. À, dạ rồi, xin cảm ơn rất nhiều ạ. À, và chúng ta còn lại nhiều nhiều quà lắm nhà mình ơi, nên là chúng ta hãy nán lại hơn. Và xin kính mời anh Lê Minh Sơn, trưởng kho sẽ lên hỗ trợ cho ban tổ chức để chọn ra hai lớp thơm ạ, cho dạy ba của chúng ta. Đó là chiếc máy làm mát. Xin một tràng pháo tay cho anh Lê Minh Sơn ạ. BOSM Lê Thị Kim Cúc. Có không? Có không? Cảm ơn. Bên kia là bên kho, đây bên BOSM mà. Ôi Cúc này. Bên đây là yellow xanh với sóng ngầm đúng không? Giải này của Liên Fox luôn. Trương Thị Ngọc Bích. Có Bích không? Cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Minh Sơn rất là nhiều, và cũng xin kính mời anh sẽ đại diện cho ban tổ chức để trao hai phần quà của chúng ta, đó là chiếc làm máy làm mát không khí đi ạ. À, ai chưa có máy giặt ạ? Xin chúc mừng cho những anh chị này, chúng ta sẽ có cơ hội nhé. Và bây giờ thì xin kính mời Nguyễn Hàng Nam, chúng ta sẽ lựa chọn giúp em hai lớp thơm ạ. Và cũng không những gì, chúng ta cũng sẽ cân đối là hai giải thưởng. À đúng. Nam xin cái con bố giải gì đầu tiên. Một bạn ở đơn vị là Yellow Sun. Bạn nào có họ Lê nào? Quá trời luôn. Bạn Lê Thanh Tú. Con chữ ca đúng hả? Chúc mừng bạn Lê Thanh Tú nhận giải nhì thứ nhất. Quá hay, quá vui luôn.
cái này mà đọc đổ Văn Gấu cái nữa bật ngửa hai ông đứng cao. Một bạn thứ nhì là ở giải nhì là một bạn nhân viên của đơn vị Linh Phóc, bộ phận là invoicing. Mã nhân viên là 3540 Nguyễn Gia Công. Cái mời Công lên nhận cái phần thưởng này. Cho tôi xin cảm ơn anh Nam rất là nhiều.